lý rồi nên phan vô tay bình thường, phan vô tay không bị vấn đề gì thì lấy gì mà phan là anh làm hai chiều luôn, chiều thuận với chiều nghịch là ok hết, chứ không phải ta nhìn ta cứ tưởng là chiều nghịch là không bị được luôn á, nghịch cũng được luôn, dạ nghịch có nghĩa là nghịch vô tay bình thường không vấn đề gì hết, nghịch thuận nó ra. Đấy, bây giờ là có cái mũi khoan 4 ly nó cũng vậy, cũng vậy luôn anh thử y chang vậy. Lấy rồi hai mũi bởi sau nhưng mà lúc mà khoan vô cây thì chú nhớ là theo chiều thuận nha, chứ không thôi là dâm nó đi ngược làm vòng chứ ai. Để dâm nó ra ngoài mình đang thử tay thôi. Dạ mình để dâm nó ra ngoài thì nó mới không. Đó theo chiều thuận đó. Dâm nó ra ngoài thì nó mới không có làm nghẹt cái nhỏ rồi đi đông cái đầu. 4 ly nhưng mà cái về sau cái gì? Cái đầu nó khác. Dạ. Cái đầu nó khác. Hôm qua em cũng có gửi lên cho anh. Dạ, có mũi này khác. Có lấy được tiền. Cũng có này phải không? Dạ, dạ. Đó. Chị Hà về chị sắp cho 600 cái núi mũi khí này. Còn cái khoan này thì lấy cái mũi khoan mới. 600 núi khí cái 600. Dạ. Thử bà coi. Lấy 602 cũng. Sáng mai xuống nhìn nó sắc vậy thôi chứ thật ra xử lý cái đầu mũi rồi. Nên là giờ khoan một cây là khoan lớp da thôi, còn tới xương cũng tưởng dừng rồi. Chứ còn mình nhìn lấy mũi khoan khác vô là anh vô tới đâu. Mũi khoan khác mà nó vô xương cây của mình. Mũi khoan chuyên nghiệp nè. Cái khóa này con tháo ra. Dạ rồi, cháu biết. Chị gửi cho em 30 cái nhé. Vậy cái mình lấy cái này, cái mũi khoan như là 3 ly rưỡi đúng không ạ? 3 ly rưỡi. Cho lấy cái còn phải mai mình mua cái khoan, cái khoan cái đục cái nhỏ là mình xài mũi bay lưỡi có rồi mua cái nhỏ. Tí là một cái đục giờ mua thêm cái khoan nữa có cái thôi chứ là... con xài cái đục con xài cái khoan đi này, cái khoan này nha con lắp vô con khoan cây lớn còn cái này con lắp vô con xài cái mũi giờ cũng cái khoan này luôn mà con xài hai cái mũi dạ cháu biết nhưng mà cái này cũng vậy nè bây giờ là phải mua cái núm bự hơn hả. Cái đúng đó của con là đúng 4 ly sao? Dạ. Thì lấy cái mũi 4 ly thôi chứ cái đó. Cái này cái con bác gửi lên cho em đây này.